mật khu sình lầy hòa tú và trái em 26. Trung quý Đỗ Văn Phát đại đội trưởng phát cây bút chì mở vào miệng túi nhìn chúng tôi phân công. Đạp xuống đất xong, Phương và Chứng Quý Thọ sẽ là nỗ lực chính tấn công vào mục tiêu. Chứng Quý Châu, cạnh sườn trái, Thượng Sĩ Bình, sườn mặt. Ngừng một chốc ông tiếp. Tin tức mới nhất vừa nhận được tối qua cho biết, chúng vẫn còn trong vùng đổ quân. Các anh cho anh em xả láng ngay khi chạm đất, đại đội chúng tôi được bóc và thả xuống mục tiêu clip đầu tiên. Trong hành quân trực thăng vẫn clip đầu tiên là dọn bãi và clip đầu cầu, ăn thua thắng bại tùy thuộc vào cái đầu cầu này. Đầu cầu lập được một cuộc đổ quân thành công, trái lại đầu cầu bị gãy, cuộc đổ quân tiếp theo sẽ chỉ là những cuộc tiếp cứu mà thôi. Chân vừa chậm đất, chúng tôi tác xạ liên tục và nhào vào cố chiếm cho được bờ rừng đầu tiên. Đây là chỗ chịu, dù là chỗ chịu mong manh, không thể chọn lựa nhưng cũng phải làm cho bằng được nếu không cả đơn vị chỉ còn cái bao tử phơi ngoài ruộng trống cho địch tập bắn mà thôi nhìn giải đất liền lạc với vẻ khô khan cứng cáp nhưng không ngờ lại là bãi lầy một tiểu đội của trung đội tôi đã lúc lắc hơn 15 phút trong bãi lầy này may mà địch không kịp tấn công chúng tôi được thuyết trình tin tức tình báo sáng nay rằng đây là mật khu nổi danh của việt cộng mật khu hòa tú còn gọi là ba rẹt thuộc quận thuận hòa tỉnh ba xuyên mật khu nằm giáp ranh với vùng Vĩnh Hưng Bạc Liêu một cụm rừng tràm giữa một khu lầy lội vào mùa mưa. Vừa chạm mé rừng thưa chúng tôi chứng kiến một điều kỳ quái giữa hai hệ thống hào và một rừng trong. Trong cấm la liệt dày đặc từ mặt đất nhô lên hơn hai tấc trong vót bằng tre, mà lại là tre non mau mục nên chúng tôi chỉ cần dùng chân mang giày vải đi rừng, gạt ngang là bao nhiêu trong tre gãy rạp, thật là khôi hài vừa lý thú qua một bờ hào nhỏ đầy trông nữa chúng tôi tràn vào khu rừng tràm có bờ đắp cao đây quả là vùng đóng quân của địch nhà cửa tuy không rộng lớn nhưng dưới những tàn cây rậm đều có một căn nhà nho nhỏ đơn sơ ẩn mình trong nhà có bếp nấu ăn có giường ngủ bằng vạt cao tre có quần cũ đang phơi và nhất là có nồi cơm còn ấm nên chắc chắn phải có chủ nhân ở đây vừa bỏ chạy chúng tôi lục soát và khám phá nhiều giấy tờ nghị quyết quan trọng của cấp quỹ đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Một số hình ảnh được tìm thấy trong nhiều ba lô loại quân dụng của Trung Cộng nằm trái rác trong nhà, mà nhiều bức hình ghi lại vài nét sinh hoạt vui vui của các anh bộ đội, các chị chiến sĩ gái, các anh làm dáng cũng ghê lắm. Anh thì mặc áo đen, anh thì mặc màu ô liu, đầu đội mũ tay bèo, lưng đeo súng lục K-54. Có anh đứng chống nạnh, anh thì lại quỳ gối trong tư thế nhắm bắn. Điều ngộ nghĩnh đối với chúng tôi là anh nào cũng tròn một tấm khăn rằn ri loại bằng vải dù quanh cổ. Còn các chị thì chị nào cũng quấn cổ bằng khăn rằn tóc dài, chảy bảy ba với ổ gà trộm ra trước trán Cũng có chị đeo súng K54 lũng lẳng bên hông. Khung cảnh được làm nền cho các bức ảnh có vẻ khác lạ với vùng này hoặc được sửa soạn chứ không phải là tự nhiên đây là những hình ảnh nhằm để trình diễn cho vui thôi đóng phim khác với thực tế là vậy những điều khám phá đã chứng minh nguồn tin tình báo về sự hiện diện của một đơn vị địch tại mật khu này là chính xác Tôi đưa cánh tay ra dấu cho Hiển và ba ông tiểu đội trưởng đến gặp tôi dưới hiên một căn nhà. Tất cả đều đã biết nên tôi không nhiều lời thừa thải. Tôi chỉ nhắc nhở anh em tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không bao giờ ngó chỗ nào ngoài mục tiêu trước mắt lúc di chuyển. Chúng tôi tiếp tục tràn qua hai bờ hào cạn nữa. Hào nào cũng có trông, lỗi vừa kể, chắc chắn địch đang rình mò chúng tôi chỉ có điều chúng chờ và lừa cho con mồi lọt lưới mới khai hỏa mà thôi. Tôi dặn anh em chú ý những bụi rậm trước mặt thật kỹ, chúng ta không thể bị bất ngờ. Giữa lúc chúng tôi đang chậm lại và quan sát thì địch khai hỏa bằng AK, hàng chục lọt chắc chúa xé tan không gian bay tới tấp đến đúng như dự đoán của chúng tôi. Nãy giờ trong khi dựng quân bàn bạc, hành quân đang ở một vị trí hàng ngang dưới cái mương cạn, nên phải phản ứng chung vừa nhanh vừa thuận lợi, trung đội có bờ phía trước làm chỗ chịu nên đã tập trung được hỏa lực về khu vực phát ra những loạt đạn ở hàng cây tràm giăng ngang bên kia một trảng trống và cách chúng tôi trên dưới 100 trăm mét hỏa lực địch rất mạnh cả đại đội đều bị gềm lại chúng đánh vào chính diện hướng tiến quân của đại đội tôi mà trung đội ba của tôi và trung đội một của phương đang là nỗ lực chính một đứa em của tôi và một của phương đã bị thương trong phút đầu nhìn thấy trận hai bên tôi thật hú hồn không hiểu vì mất bình tĩnh hay quýnh quán thế nào việc cộng lại khai hỏa vào lúc này giữa địch và chúng tôi có khoảng cách tương đối trống trải địch bố trí trong khu rừng rậm chúng tôi từ khu rừng tạp thưa hơn đi tới giữa ta và địch là vùng đất tương đối trống trống như thử ruộng nhỏ ở các cánh đồng nhưng đây hoàn toàn không phải là ruộng vì đang mùa khô đất tương đối cứng không ngập nước nhưng địa thế không bằng phẳng lại rất nhiều bụi gai gấp nhiều mương nếu địch bình tĩnh thêm một chút đợi chúng tôi băng qua khoảng trống này mới khai hỏa thì ngay loạt đạn đầu chúng tôi khó tránh được tổng thất. Trung ủy phát từ bộ chỉ huy đại đội sau lưng chúng tôi qua máy truyền tin hỏi thăm về tình hình chung. À, trung đội tôi có một whisky lưng. À, tôi nghĩ địch có khoảng một râu vì chúng sử dụng cả đại liên. Tôi báo cáo ngắn gọn cho ông đại đội trưởng vì khẩu đại liên địch đang quét về hướng trung đội tôi liên tục. Trung Quý Pháp chỉ thị cho Phương và tôi bố trí em Út cẩn thận, móc hầm hố để làm chỗ chịu vì địch có thể liều lĩnh tràn qua. Ông cho biết trực thăng võ trang đang trên đường tiến đến mục tiêu. Và... À, khẩu đại liên bên góc mặt của chúng ta quạt mạnh lắm đó, coi chừng em Út, đừng có liều mạng nếu ta chưa bịt hỏng được đại liên đó của nó. Tôi biết câu này, ông đại đội trưởng dặn tôi chứ không phải muốn tôi dặn lính. Có lẽ ông nghe đồng thành tích chạy theo hùng vào mục tiêu của tôi không mẫu thân nên ông ngại ông lên tiếng trước hai chiếc võ trang xạ kích mục tiêu dữ dội cùng lúc hai khẩu m 79 của trung đội tôi tập trung rót vào hướng khẩu đại liên địch khi võ trang rời vùng thì khẩu đại liên địch cũng im tiếng võ trang hai m 79 đã bịt được miệng nó tôi và phương cùng lúc nhận được lệnh xung phong cả hai chúng tôi bằng khẩu lệnh xung phong Chúng tôi từ trung đội trưởng cho tới anh lính khinh binh, từ sĩ quan cho tới binh nhì, đồng loạt nhảy lên khỏi bờ hào, một hàng ngang vũ khí trong tay hỏa lực tập trung tối đa vào mục tiêu, tất cả đều chạy về phía trước. Có nhiều loạt đạn quét trả nhưng không còn mạnh như khi nãy. Trong những trường hợp như hiện giờ, chúng tôi thi triển khinh công đến mức tối đa để bám cho được bờ vườn trước mặt và không đầy một phút sau chúng tôi đã áp sát được bờ trạm. Nhiều bóng người tóc chảy về phía sau rừng Tôi bảo tình đưa tiểu đội chồm lên phía trước bố trí yểm trợ cho trung đội lục soát. Cách chỗ tôi đứng hơn 3 mét là hai xác Việt Cộng, một nằm sắp, một nằm ngửa. Một khẩu AK nằm cách đầu một xác chết chưa tới một mét, máu me bè bé khắp bờ. Phía mặt hai xác chết. Anh em lôi được từ dưới hố lên một xác bộ đội gái. Hạ sĩ giả và binh nhất Sơn Dương đã câu hai bên nách chị để kéo chị lên chị không có súng nhưng có hai quả lựu đạn đeo ở thắt lưng xác chị được để nằm ngửa trên miệng hố xương dương buồn một câu thừa thải nhưng ai cũng không nhịn được cười à, giữa à, à, ông thầy à, ông thầy ơi cái con nhỏ này <laughs> nó hay nó nó có hai cái chạy chạy lựu đạn <laughs> Sương Dương người miên lai, anh cao lớn như Mỹ Đen, do đó anh được giao nhiệm vụ phụ xã thủ Đại Liên. Anh đeo hai dây đạn để liên M60 tròn qua, tréo quanh lại mình và đi đứng dẫn thông dong chẳng có gì nặng nhọc. Vì giữ vai trò tiếp đạn cho xạ thủ đại liên nên anh không có cầm M16. Hai bàn tay anh khi lâm trận làm công tác tiếp đạn, thì ngay lúc này, hai trái nắm một cần câu cắm với một con cá lóc to bằng bắp chân. Cá bị mắc vào lưỡi câu, có lẽ sơn dương nhổ được từ dưới cái mương vừa vượt qua. con tay mặt, hắn sách một con vịt xiêm thật lớn, còn vịt đã chết, cái đầu đứt gần lìa do em 79 hay do miễn rocket cắt. nhìn cái dáng cao nghiệu của dương, tay sách cá, tay sách vịt tại chiến trường, hai thứ chẳng thứ nào do quân nhu quân cũ của quân đội trang bị, tôi thấy vừa kỳ vừa chướng. tôi bước tới đá vào mông hắn một cái đá thật mạnh và hét to: Ý, anh có luyện trả nó xuống mương đi không? Nhìn anh lính chẳng ra lính dân chống dân dân, thiệt là dị hỗn. thay vì luyện xuống mương như tôi biểu." Sơn Dương đã để con dịch tới cái mỏ ngay trước ngực chị chiến sĩ gái, còn con cá lóc thì nằm kẹp giữa hai cái đùi của chị, đầu cá hướng vào ngay chỗ. Hành động của Sơn Dương khiến anh em trung đội cười bò càng. Người lính ngoài mặt trận trong cảnh tử sinh họ bất cần, được dịp là họ cười, cười cho lười suy nghĩ. Anh em lại ồn ồn tụ lại để xem hoạt cảnh càng lúc càng đông. Tôi thấy phải chấm dứt ngay cái trò nghịch ngợm này, nên hét lên. Ê, phân tán sang ngay, pháo tới bây giờ đám đông tản ra là lúc phương và tôi nhận được lệnh tấn công tiếp vào hàng tràm trước mặt lại chỉnh trang đội hình để tiến vào mục tiêu mới khoảng cách từ từ vị trí hiện tại của chúng tôi đếm từng hàng cao phía trước cũng tương đương như đoạn đường chúng tôi vừa vượt qua nhưng địa thế có vẻ khó di chuyển hơn nhiều vì trước mặt chúng tôi đất đai không bằng phẳng tôi điều động trung đội chiếm từng mô từng gò hướng tiến của chúng tôi không gặp sức chống cự nhưng bên cạnh sườn trái của phương trung đội một thì địch mở đợt tấn công khá mạnh tôi đưa tay làm dấu cho trung đội dừng lại chiếm những địa thế có thể làm chỗ chịu để yểm trợ cho phương tôi cho chuyển hướng tác xạ theo hướng xéo qua trái nơi phát ra tiếng nổ của địch trong lúc đang quan sát những cái gò cao rất đáng nghi ngờ phía trước mặt tôi mơ hồ như bỗng thấy một vật gì bằng cỡ nắm tay vút lên từ một mô đất cách chỗ chúng tôi đứng chưa tới ba mươi mét phản ứng theo quán tính của một người lính tại chiến trận tôi nhảy tạt qua mô đất kế cận cùng một tiếng nổ chắc chúa phía trước mặt và cách tôi khoảng bốn mét khiến bụi đất bắn tung tóe tôi vượt kịp một người nằm xuống thì một tiếng nổ thứ hai vang lên tiếp liền theo sau hai tiếng nổ tiếng súng im bặt tôi ngẩng đầu chổi tay đứng quan sát khá xa trước mặt tôi một bóng người mặc đồ đen vừa chảy khuất vô rừng tôi đoán chắc tên việt cộng nãy giờ kẹt lại ở mô đất nên phải chém về chịu trận giờ ném hai quả lựu đạn để chạy thoát thân còn đang quan sát chung quanh miệng tôi bỗng tràn ngập một loại nước gì tanh tanh mặn mặn tôi rùng mình phun mạnh nó ra và thật là sững sờ máu máu tràn từ hỏng tối tôi biết mình bị thương bị miệng lựu đạn bắn trúng nhưng trúng ở đâu thì không thể thấy được Tôi ngồi xuống lấy tay bụng miệng vì sợ máu ra nhiều. Cùng lúc đó Tấn và Nghiệp, hai y tá đại đội, mang bị cứu thương tất tả chạy đến trước sự ngạc nhiên của tôi. Hay anh cho biết, từ ban chỉ huy đại đội, Trung Quý Phát nhìn rõ lụ đạn nổ ngay chỗ tôi đứng, nên ông biết chắc tôi phải bị thương. Do đó ông bảo hai anh chạy lên ngay, không cần chờ báo cáo. Tôi buồn tay ra khỏi miệng nhả một ngụm máu nữa xuống đất. Hỏi Tấn Nghiệp, ừ, tôi bị thương chỗ nào, nặng nhẹ hai y tá quan sát ngoài mặt xong rồi lại bảo tôi hả họng dùng đèn bấm soi bên trong một lúc tấn nói: chẩn quý bị hai miễn nhỏ từ ngoài gò má một miễn vô trong họng còn miễn em không thấy nó ra chỗ nào cả chẩn quý thử dùng lưỡi dạ trên hai má dưới nú, dưới lưỡi xem có đụng cái vật gì lạ không Nghe theo lời tấn tôi làm thử và quả không sai, vừa mới ra qua một lượt đầu lưỡi đã đụng trúng một vật nhỏ nhưng rất bén nằm dưới lưỡi, chỗ nú răng và hàm dưới. Tôi xèo bàn tay để nhổ vật lạ, luôn cả máu ra lòng bàn tay, dùng ngón trỏ của bàn tay trái chà nhẹ nhẹ trong vũng máu, tôi kẹp được vật lạ ra dễ dàng. Đó là một cái miệng nhỏ chưa bằng đầu đũa ăn, nếu nó lớn hơn tí nữa có thể đi luôn hàm răng hoặc đứt lưỡi không chừng trong khi thành trúc thuốc chích cho tôi một mũi ngừa phong đoàn gánh thì tấn dùng miếng băng cá nhân bịt kín vết thương dĩ nhiên cũng bịt luôn miệng tôi bây giờ thì hết nói được tôi dùng viết hỏi hiển có ai trong trung đội ngoài tôi bị thương do hai quả lựu đạn đó không hiển lắc đầu à, chỉ có bình nhất lâm bị đạn lúc nãy mà thôi Bốn thương binh của tiểu đoàn và tôi được trực thăng tản thương về đến quân y viện Trường Bá Hân Sóc Trăng lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Đó là ngày 26 tháng 3 năm 68, chỉ sau Tết Bậu Thần có 2 tháng. Tại bãi đáp tôi thấy có mặt Trung úy Mạnh hậu cứ trưởng tiểu đoàn và Trung sĩ Dực, hạ sĩ quan quân số đón thương binh để lấy danh sách và theo vào nhà thương. Tôi hơi ngạc nhiên vì không phải lúc nào thương binh cũng được chiếu cố như hôm nay. Tôi được một bác sĩ ngoại thương khám khá lâu sau đó được đưa lên phòng quan tiến để chụp phim ướt. Sau khi nghiên cứu tấm phim, bác sĩ cho biết, cái miệng còn lại cũng chỉ bằng cái đầu đũa ăn mà thôi, nhưng nó nằm rất sâu trong cổ. Chứng quý về trại điều trị, trưa mai chúng tôi sẽ cho biết quyết định có giải phẫu để lấy nó ra hay không quyết định sau cùng là không vì khi mổ có thể chạm vào thanh quản do đó tôi hân hạnh giữ thêm một miếng em hâm sáu nữa cộng với mấy miếng b bốn mươi mốt không tết vẫn còn nguyên chỗ cũ không biết cơ thể tôi có phải là nơi thích hợp để chứa vật liệu phế thải chiến tranh hay không buổi chiều vì không nhai được cơm nên phải ăn thức lỏng tôi lững thững lên câu lạc bộ kiếm ly cà phê sữa cầm hơi tiện đường ghé thăm lâm xem anh có cần gì không lâm bị viên đạn ghim vào bả vai bể xương nên phải chờ bó bột Hai thầy trò tôi nói chuyện với nhau chưa được 5 phút thì thương binh nhập viện ào ạt. Đa số là quân nhân thực tiểu đoàn 44 biệt động quân. Hỏi ra mới biết các anh nhảy vùng mục tiêu với bọn chúng tôi trưa nay. Nhưng cách chúng tôi bốn cây số về hướng Nam, tiểu đoàn các anh cũng bị đánh lúc vừa di chuyển chưa tới một cây số. Có điều theo lời tường thuật, đầy cay đắng của các anh thì hơn 20 anh em vừa chết vừa bị thương hồi trưa không phải do địch mà do khu trục thả bom chùm, loại bom bi lầm. Tôi lắc đầu ngao ngán, tại sao lại như vậy nữa? Cái tiếng lầm dễ nói quá, nhưng hậu quả như thế nào? Người chịu trách nhiệm về sự bấm nút lập khiến hàng chục người mạng vong này là ai? Mỹ hay Việt? Dù Mỹ hay Việt, chúng ta cũng phải là người sống ở chế độ dân chủ tự do, đầy tính nhân bản, không như bọn cộng sản mà cứ giết lầm còn hơn tha lầm. Còn nữa, quý vị lon to, chức lớn cứ làm ăn thế này hoài hay sao? Quý vị có khả năng để điều động một cuộc hành quân liên hợp hay không? Quý vị có xem trọng và thương người lính bộ binh, người lính thuộc hạ của quý vị hay không? Quý vị có chứng kiến một gia đình quân nhân có chồng, có cha vừa tử trận sống dở chết dở như thế nào hay không? Từ Tết tới nay, chưa tròn hai tháng, mà bao thảm cảnh đã xảy ra, quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi biết mọi báo cáo sau đó đều được thành lập bằng một nhóm từ khác mang tính hy sinh cao quý bị pháo kích bị biệt cộng gậy miệng bị địch tấn công loại báo cáo như vậy vừa có lợi cho người chết lẫn người sống người chết được truy tặng truy thăng người sống được ân hưởng ân huệ trợ cấp quả phụ cô nhi do vậy vợ con tử sĩ dù có biết sự thật cũng đành chấp nhận thương đau vì nếu khiếu nại gửi thưa thì người thân của mình cũng không sống lại được mà trước mắt mọi loại tiền đều bị ngâm lại lấy gì nuôi con thái độ căm phần đó của hầu hết thân nhân vô tình đã dung dưỡng một nhóm người sát nhân vô trách nhiệm tiếp tục phạm tội với sự đồng lõa của một nhóm người. Tôi muốn đề cập đến quý vị chỉ huy đầy quyền lực. Quý vị rút ra được kinh nghiệm gì chưa mà có giải pháp gì chưa hay là vì sự lầm lẫn đó chưa đụng đến quý vị nên chưa cần nghiên cứu, chưa cần sửa đổi, chưa cần đưa ra ánh sáng. Nghe một nguồn tin vừa đau vừa tức, tôi hơi quất hơi, không còn thấy đói nên quay về giường, ngủ một giấc cho quên đói. 11 giờ đêm tôi bị Lâm và vài thương binh trong tiểu đoàn đánh thức dậy Trung Quý Châu Hoàng Văn Tiểu đoàn phố của tôi vừa được tản thương vào. Ông bị một viên đạn AK xuyên qua bắp đùi từ chập tối mà mãi đến nửa đêm mới được tản thương. Nhưng nhờ vậy cũng đã là phe đảng lắm rồi, vì việc tản thương ban đêm gần như ít khi xảy ra. Nằm quân y viện được năm hôm, vết thủng ở má phải lành hẳn tôi được xuất viện với 15 ngày phép trình diện đơn vị. Vừa ra khỏi nhà thương lúc 10 giờ sáng tôi về ngay hậu cứ tiểu đoàn thấy ba lô trong văn phòng hậu cứ tôi chạy lên ban tài chánh trung đoàn xem coi tháng tới đã có lương chưa đã có lương vậy là tháng tới không phải đi ăn chực tôi nói thầm trong bụng ra khỏi ban tài chánh trung đoàn cũng khá trưa tôi định ghé qua câu lạc bộ ăn cơm xong là ra bến xe tìm cách về thăm nhà Tình hình trục lộ giao thông lúc này xe đò tuy đã chạy được nhưng chưa bình thường, nhất là về chiều sau 4-5 giờ, việc cộng thường đắp mô chặn xe bắt người, nhất là quân nhân công chức. Không biết nhiều hiểm nguy nhưng dù sao cũng phải về thăm má, chắc má tôi trông lắm mà. Nếu lần này lại nghe thêm tin tôi bị thương nữa, vừa bước vào câu lạc bộ trung đoàn, tôi xứng người như trông chân một chỗ. Tại cái bàn gần cửa, một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế đang nhìn tôi chăm chú, miệng nở một nụ cười thật tươi. Má tôi tôi lắc đầu như chưa tin vào mắt mình vì xưa nay má tôi ít khi ra khỏi nhà kể cả thời gian tôi còn bé học ở cần thơ bà rất nhớ con nhưng cũng chỉ nhắn nha cho tôi về thăm mà thôi này có lẽ được tin tôi bị thương quá nóng lòng nên người mới lặng lội tới tận nơi đây tôi chạy lại cầm tay má má ráng cười thật lớn để khóa lắp nỗi lo của bà má đi đâu đây đi thăm con chứ đi đâu Nói xong bà nhìn tôi khắp từ đầu tới chân, từ mặt tới lưng có vẻ hơi yên tâm bà hỏi, con bị thương ra làm sao vậy? Không biết phải nói láo kiểu nào cho ổn, đành nói thật, tôi không người xuống chỉ cái thẹo còn đỏ mà nhỏ nằm bên mặt và nói, con miễn lụ đạn nhỏ thôi, má nhìn kỹ mới thấy phải không? Má tôi mắt chăm chú nhìn khá lâu, chừng có vẻ tin bà nói, vậy mà suốt đêm qua má không hề chộp mắt, chỉ trông cho mau sáng là đi xuống đây ngay. Tôi ngồi cạnh má, gọi thức ăn cho bà, cho tôi. Tôi muốn ăn nhanh và ra bến xe sớm vì đã gần 12 giờ trưa. Trong khi ăn tôi vừa gấp thức ăn cho má vừa bày tỏ sự thắng phục thật tình rằng tôi không thể nào tin được má có thể một mình tìm ra được đơn vị tôi vì xưa nay má rất ít khi ra khỏi nhà. Má cười trong niềm vui và kể. Từ chiều hôm qua một chú lính binh quận mang quà qua công điện của tiểu đoàn 233 cho biết con bị thương và hiện đang nằm điều trị tại quân y viện Trương Bá Hân Sóc Trăng. Má chết tiếng trong người, muốn đi ngay nhưng trời chiều không đón được xe nên sáng nay phải đi tại nhất. Đến quân y viện Trương Bá Hân, vừa lúc con đã xuất viện, má hỏi thăm đường đến hậu cứ tiểu đoàn, cũng may gặp ông sa lô tử tế, đưa máu vào gặp ông Trung Quý Mập. Xin mở ngoặc tức Trung Quý Mạnh, chú thích của tác giả, xin đóng ngoặc ông trung quý nói với má ảnh mới ném cái bỏ lỗ đây mà chạy đi đâu đó bác nói đến đó má tôi nhìn tôi cười, <cười> má tuy có tin nhưng vẫn còn lo khi chưa gặp được con ông trung quý có lẽ biết ý má nên nhắc ghế mời má ngồi và bảo một chú lính chạy lên câu lạc bộ tìm má nghe vậy lật đật chạy theo chú lính luôn má tôi lại cười